Chào cả nhà, hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà đi tham quan quán cà phê mèo đầu tiên có mặt tại trung tâm thương mại ở Việt Nam. Quán cà phê mèo tên là Getfe và hiện đang có mặt tại tầng trệt của trung tâm thương mại Aeon Tân Phú thuộc khu tổ hợp thú cưng Petemo. Giá vé ở đây là 89.000 một người, đã bao gồm đồ ăn và nước uống. Và đến với quán cà phê mèo Getfe này thì các bạn sẽ được ăn uống thỏa thích, không giới hạn về thời gian. Ở trong quán có rất là nhiều giống mèo khác nhau, ví dụ như là mèo Anh lông ngắn xám xanh, mèo Maine Coon, mèo tai cụp, mèo Esso, mèo Munchkin chân ngắn, mèo báo Bengal. Các bé ở đây rất là hiền và dạn người, được chăm sóc rất kỹ, lông mượt và thơm, và đặc biệt là một quán cà phê về động vật nhưng không hề có mùi. Nước uống ở đây là chúng mình sẽ tự phục vụ, mình có thể dùng các loại nước uống có ở trong khu pha chế. Ở đây có trà đào, trà vải, trà hoa cúc, nước chanh và các loại nước ngọt, mình uống bao nhiêu cũng được. Còn đồ ăn thì có khu đồ ăn vặt riêng, có rất là nhiều món như là trà là, bánh gấu, các loại snack, đồ khô, và tất cả đều có tem mác và ghi hạn sử dụng rõ ràng. Chúng mình ăn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu và được lấy nhiều lần, do không giới hạn về thời gian thế nên đây cũng có thể gọi là một nơi rất là lý tưởng để mọi người nhâm nhi và ngồi cà phê, vừa ngồi cà phê vừa ăn vặt và vuốt ve các bé mèo yêu quý ở đây. Bây giờ là giờ ăn và các bé mèo đang được cho ăn thịt bò các bạn này. Con nhiều lắm rồi. Rồi mình chia cho các bạn ăn một. Nó ngày hôm nay tôi người nó kêu tôi làm chùm ở đây. Con ăn giỏi quá.